Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Nhịp sống Cali hôm nay đi ăn thử nhà hàng này ở quận Cam nha các bạn. Cái nhà hàng này nó kêu bằng là King Street Food. Nhà hàng này họ bán cũng nhiều đồ ăn lắm. Nhưng mà hôm nay mình muốn vô đây ăn thử cá nướng coi làm sao. Tại vì bữa giờ lâu quá rồi không ăn cá nướng đó. Thì hôm nay vô cái nhà hàng này ăn cá nướng thử coi làm sao nó họ có làm ngon không đây. Cái này là cái menu của họ đây các bạn. Đó, cái này là nằm ở thành phố Garden Grove nha các bạn. Đó, có số phone với địa chỉ. Cái này là cái menu của họ đây. Đặc biệt cá nướng da giòn nha các bạn. Đó là cái món tí nữa mình order đó. Tí nữa mình order một phần đó là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho các bạn coi cái menu của họ đó. Coi họ bán cái gì đó. Ở đây họ cũng bán súp, rồi khoai tây chiên, tôm rang me, cũng có nhiều mấy cái khai vị đó các bạn, appetizer đó. Rồi ở đây cũng có bán gỏi. Có 3 loại, coi có gỏi rồi có thêm chả giò được nữa đây. Trứng gà rồi nữa. Rồi cũng có lẩu Thái hải sản, lẩu bò, lẩu cá sea bass. Đủ thứ lẩu hết nha các bạn. Rồi ở đây cũng có tôm hùm rang me, tôm hùm hấp nước dừa, mì xào tôm hùm, cũng có đầy đủ hết. Rồi bên đây cũng có là barbecue pork ribs. Rồi cũng có tater tot, french fries, khoai tây chiên. Có đồ ăn chơi cũng nhiều. Rồi cũng có mì xào tỏi kêu bằng garlic noodles. Cũng có mì xào tỏi với chân gà. Gà lúc lắc, bò lúc lắc. Mình có thể mình chọn mấy trong chọn một trong các món. Rồi các bạn nào mà không thích ăn mấy cái đó thì ở đây cũng có bán bún nha các bạn, noodle soup, tô lớn tô nhỏ. Cũng có bún bò viên, rồi bún bò Huế, bún bò sườn bò đặc biệt, bún Thái, mì, ốc. Rồi không ăn bún được thì cũng có bán cơm. Ở đây cũng có bán cơm đây. Có đậu hũ rồi nữa đây nè. Rồi cũng có luôn cơm chiên. Cơm chiên tôm. Cơm chiên kim chi tôm rồi cũng đầy đủ hết. Nhà hàng này nhịp sống Cali nghĩ miễn mà đem nhiều người vô đó thì người nào ăn cũng có món cho mỗi người ăn. Rồi cũng có tráng miệng và nước uống đây. Cũng có đồ ăn chơi, rồi cũng có trà sữa. Đó thì ở đây cũng có nhiều đồ ăn luôn. Thì hôm nay nhịp sống Cali tới cái nhà hàng này ăn thử, tại chạy từ San Jose Cali mà xuống từ Bắc Cali xuống Nam Cali. Khu này là Orange County, thành phố Garden Grove nha các bạn. Đó thì bây giờ mình ăn được đó, mình ăn được ở ngoài, outdoor. Họ cho mình ăn được outdoor là ở ngoài đó, ngồi ở ngoài chứ không có được vô trong. Còn cái này là ở trong đây, không có được vô trong. Chỉ ăn được ở ngoài thôi. Đó, cái này là mấy cái cảnh ở ngoài, quay vòng vòng ở ngoài cho các bạn coi. Tại vì
Mình mới order xong đó, cá nướng. Mới order xong bây giờ ngồi đợi đó. Thì nhịp sống Cali đi vòng vòng, quay vòng vòng ở ngoài cho các bạn coi, để cho các bạn biết. Miễn mấy các bạn nào mà muốn tới ăn thử đó, ít nhất cũng biết nó nhìn ra làm sao. Đó, họ mới đem ra một ly trà Thái, rồi đem ra nước lạnh với mấy cái tô chén rồi gì đây, với đó, tô chén rồi đó, chén với dĩa đũa để ăn cá nướng. Đó, cái này là cái ly trà Thái nha các bạn. Nhìn thấy họ làm cũng hấp dẫn quá ha, nhìn thấy cũng ngon. Nhưng mà phải uống thử mới biết nha các bạn. Nhưng mà nhìn không mình không biết, nhưng mà uống thì mới biết. Mới uống thử một chút rồi đó, nhìn cũng ngon ấy chứ. Trà Thái đây họ làm cũng ngon đó nha các bạn. Mình mới uống thử đó, cũng ngon lắm. Quậy lên các bạn, nhớ quậy lên. Ở đây họ cũng lấy thẻ tín dụng credit card nha, Visa, Mastercard, Discover. Ở đây thì không có xài được restroom, cầu tiêu. Đó, cái này là cái cảnh ở ngoài mấy cái tiệm kế bên. Họ để bàn ghế dù đồ đầy đủ hết để cho mình ngồi ở ngoài mình ăn đó. Thì đó, nhịp sống Cali đang đợi cá nướng đó, thì đứng vòng vòng ngoài đây quay cái chỗ đậu xe với mấy cái building kế bên đó cho các bạn coi. Rồi bây giờ cái người chủ đây họ đem đồ ăn ra đây. Bây giờ là đem ra được bánh tráng đồ. Tại vì order cá nướng đó các bạn, lâu lắm, cũng ít nhất cũng phải ngồi đợi nửa tiếng đó. Thì bây giờ phải ngồi nửa tiếng. Rồi bây giờ mình hỏi chị ở đây cái bán cái loại mà món mà cho làm tiệc đó, làm party đó. Thì chị nói có, nhưng mà phải gọi trước cho họ biết để họ làm. Rồi nãy giờ đợi cũng được 15 phút rồi đó các bạn. Bây giờ chị đem ra rau cải đây. Mới đem ra rau cải ra. Đó thì tại vì cá nướng thì họ nướng hơi lâu đó, phải nửa tiếng mới xong. Rồi bây giờ đang ngồi đợi đó, thì mình quay luôn cái dĩa rau cho các bạn coi. Ăn cá nướng là phải có nhiều rau nha các bạn. Nhiều rau đồ, nhiều cà chua, dưa leo, rồi khóm, thơm, chuối, rồi đồ chua nữa. Đó này, rau, đủ thứ rau, đủ thứ loại rau hết. Nhịp sống Cali ăn cuốn bánh tráng là phải có rau nha, chứ không có rau ăn ngán lắm. Rồi, gần nửa tiếng là con cá nó mới ra đây, nhìn thấy đã quá, hấp dẫn quá các bạn ơi. Đang ngồi đói bụng hồi nãy giờ đợi hơn nửa tiếng rồi. Giờ bắt đầu đói bụng rồi đó. Cái này là con cá nướng medium nha các bạn, trung bình đó. Họ bán là 34.99 đô la bên Mỹ. Nhìn thấy đã quá. Tại vì mới chạy từ Bắc Cali đến Nam Cali đó, thì đói bụng quá rồi. Chạy cũng hơn 6 tiếng rưỡi, 7 tiếng nha các bạn, chạy xe đó. Đi từ 5 giờ rưỡi sáng tới đây 11 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi, 12 giờ gì đó. Bây giờ là 12 giờ mấy. Đó thì đúng lúc tới lại ăn cá nướng luôn, tại đang đói bụng quá rồi. Nhìn thấy đã quá, thèm quá. Nhưng mà để quay một chút xíu cho các bạn coi cái con cá nó ra làm sao, họ thả thả làm sao cho các bạn biết phải không, để mỗi lần mà gia đình các bạn nào tới đó thì các bạn biết. Ok, bây giờ cắt thử con cá ra để coi trong coi làm sao, coi cái thịt nó ra làm sao. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị ăn nha các bạn. Nãy giờ ngồi lâu quá rồi, chuẩn bị ăn đây. Ok các bạn, tiếp tục
xem cái video nhé. Ok các bạn, nhịp sống Cali thấy ăn cá nướng ở nhà hàng này là hơn trung bình một chút nha các bạn. Trong 10 điểm thì nhịp sống Cali cho 7 điểm, 7.5 điểm là hơn trung bình một chút. Đó thì nhịp sống thấy ăn như vậy thì các nhịp sống chia sẻ cho các bạn đó nha. Ăn thì không phải là ngon nhất mà cũng không phải là dở nhất, nhưng mà là hơn trung bình là ăn cũng được, ăn ok nha các bạn. Ok các bạn, thôi bây giờ chuẩn bị đi lấy biên lai, trả tiền. Rồi bây giờ đi vòng vòng, đi kiếm thêm đồ ăn chơi dưới nước. Đang được thèm nước mía. Bây giờ đi đi mua nước mía uống. Cái này là cái biên lai nha các bạn. Ok các bạn, thôi bây giờ mình chuẩn bị mình đi đây. Có gì chút nữa cái nhịp sống Cali quay thêm á. Rồi nhịp sống Cali chia sẻ luôn. Ok các bạn, bye bye.